Dạ em xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh của em Simple Hải Nguyễn. Hôm nay em lên một khách hàng mồi thuốc làm kem chuối để giao lưu với anh em. Và sử dụng có vài cây điều có. Thì cái giao dịch của bên em vẫn là một chuyển khoản đủ free ship, hai gói cọc giùm em 100k giá trị với 1 triệu, cọc 200k giá trị với 1 triệu giùm em và phí cốt anh em 2 triệu. Ba là anh em ở Sài Gòn thì có thể tới trực tiếp tại Bình Tân. Địa chỉ của em ở trên Google, anh em chỉ cần gõ Simple Hải Nguyễn là có địa chỉ và định vị tới nhà em. Và bên em chỉ nhận cọc mới ship code, và phí ship code khi anh em nhận hàng thanh toán với nhân viên giao hàng với bên em luôn. Bên em chỉ nhận chuyển khoản đủ free ship nha anh em. Anh em xem kênh chưa đăng ký thì cho em xin một lượt đăng ký, like và chia sẻ giúp em. Xin cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều. Và anh em đăng ký rồi thì cũng đừng quên bật vào cái chuông thông báo bên cạnh chưa đăng ký để mỗi khi em có lên video thì mời anh em vào xem tham khảo. Rồi thì em xin giới thiệu tới anh em luôn. Đầu tiên có một con mồi thuốc, con này thì nó hơi cấn nhiều nhưng mà nhìn nó cũng đẹp đẹp. Đây một con 203 chủ đề Playboy Jean mã sapphire xanh ha. Con này thì nó cấn với nó chóc nhiều nè, cấn dầm khá là nhiều. Anh em để mồi thuốc chơi thì ok, em giao lưu với con này giá mồi thuốc ha. Thì lề lối thì đẹp nhưng mà nó chóc ha. Nó cấn khá nhiều. Cái này xả ra thì xử lý là nó bình thường thôi, nhưng mà lười lắm anh em, không có thời gian làm, rồi nói chung là nó xấu, nó cấn nhiều, nhưng mà được cái là nó chưa có sửa chữa, phục trùng năm luôn ha. Con này là chưa sửa chữa nha anh em, bao anh em chưa sửa chữa luôn, bao lưới theo lưới gặp khỏe bánh xe bán luôn. Nói chung là về chăm thuốc tặng luôn cho anh em một lần chăm xăng luôn. Nguyên zin hết á, chưa có sửa chữa. Thì cũng gom mấy con bèo bèo rẻ rẻ cho anh em mồi thuốc. Rồi nói chung là tổng thể ngoài nó có dâm cấn chóc, rồi nói chung là tổng thể nó không có đẹp mà nó thẳng ra nó xấu đi vậy cho nó vuông. Và chủ đề đồ zin tất cả là zin hết nha, chưa sửa chữa anh em ha. Bánh xe vậy thôi chứ sao nữa. Còn rẻ nữa thì em không làm được rồi. Số 1 270. Đây con này là chưa sửa chữa nha anh em, chưa hề sửa chữa thay thế gì. Làm cốt thì có. Rồi mua mồi thuốc thì vô tư. 270 mồi thuốc. Rồi em lên một con mạ vàng hồng. Con này sản xuất 24. Nó có xước lớp keo nha nè. Qua sử dụng nó có xước ha. Lề lối thì đẹp. Này nó có xước keo nha. Nó được bảo vệ một lớp keo bên ngoài ha. Đó, nó có xước keo nha. Mà con này là mạ copper. Là mạ đồng đỏ anh em, cầm thì nó cũng lạ, sử dụng nó cũng lạ. Đây mà cấp bơ bóng láng luôn. Bánh bán rất gặp khỏe, ruột rà đều cũng đẹp lắm, góc cạnh thì đẹp, không có cứng mớp. Ruột là dạng đầu năm cuối năm ha,
như em có ruột 14, 13, 12, hình như có ruột 14. Trùng 5 tháng mới ghê. Rồi để em vệ sinh lại. Chưa có đá. Đây ok ha. Rồi em đổi cho anh em luôn. Đổi cho anh em được trùng 5 tháng luôn. Con này thì chưa có đá. Để em mà bao cho anh em bánh bán lươn gà khỏe. Nhịn ruột nè, chưa vệ sinh rồi, ok nha. Đây nó có xước keo nha anh em, cái này là nó vẫn còn một lớp keo bảo vệ bên ngoài. Anh em xài bóng, anh em xả bỏ cái lớp keo này ra rồi spa lại thì nó khá đẹp á, tại vì nó xước sát bên ngoài lớp keo thôi. Đây không cứng mớp, có xước. Em báo rõ tình trạng cho anh em nha. Rồi anh em cứ cần đói mà chơi. Ở dòng mà copper thì nó cũng cao hơn những con bình thường khác nha anh em. Đây. Cầm trên tay nó đẹp. Nó đẹp nhìn như một con copper vậy. Nhìn một con như một con copper mới á, mà nó còn cái phần keo quá thì dưới ánh đèn thì anh em sẽ thấy nó rõ, nhưng mà cầm trên tay thì nhiều khi anh em nhìn nó không có rõ. Rồi con này em giao lưu với anh em 350 thôi. Đó. 350 ruột cùng 5 tháng luôn. Sơn xin em thêm 20k phí ship. Đây, con này nó đẹp và nó được ruột cùng 5 tháng nha. Số 2 370. Xin em thêm 20k phí ship, làm lỗ phí đường xa. Đây, con cái màu mà copper nó cũng giá trị, nó cũng cao giá hơn những cái dòng mạ khác. Rồi một con 212. Mộc da cá đuối dây nản. Nói chứ bọc da thôi à, em không có mộc da gì nha. Nói vậy thôi, nó giống da cá đuối, nói da cá đuối. Thì không biết à. Nói chung là nó bọc da dây nản. 212 anh em. Ruột trùng 5 212, tình trạng đẹp, lớp da cũng còn đẹp ha, không có rách rưới gì cả. Xài chán thì mốt anh em có thể là tháo vỏ lớp da ra là có một cái vỏ đẹp. Vỏ này là vỏ một con đáy lòi. Đáy lòi 212 ruột trùng 5. Bánh bén lưỡi gà khỏe. Da là vô tư luôn ha. Thì đây là mấy con rẻ rẻ mà nó lạ lạ để anh em có chơi hàng ngoại thuốc thì anh em chơi. Nói chung giá thì cố gắng cân đối để anh em chơi. Mã số 3 400. Cái chủ đề này cũng nhiều anh em thật sự là nếu mà chơi thì
thật sự là nó bị dơ dơ cái miếng ớt này, nó hơi đen đen xíu. Con này là sản xuất 201 ha, nó trong cái set mà anh em hay gọi thuận bụng siêu gió, nó cũng có một cái set này mà cái chủ đề nó nhìn nó khác khác nhau. Đây là ngọn hải đăng, còn những cái kia là hình tàu thuyền ha, nhưng mà nó cũng kiểu một cái kiểu trong cái một cái set đó, nó làm một như một cái chủ đề vậy, nó nói về biển cả rồi. 201 chất lượng một con La Mã. Ở đây thì nó bị lỗi rơm á nè, ở đây thì nó bị lỗi rơm chứ nó không có cấn mớp gì cả, nó bị lỗi rơm và nó bị tróc, nó oxy hóa. Đây nó bị lỗi ở đây thôi, khá là tiếc. Cái con này rồi nó không có cấn mớp, nó khá là đẹp luôn á, không hề cấn mớp. Nhưng mà anh em chơi kiểu mà dạng cái thích cái chủ đề này phong thủy á, thì chơi con này được, mọi thuốc thì nó khá ấy, khá là đẹp. Nhưng mà có cái là nó ở đây là cái lớp rơm của nó bị lỗi anh em, nó bị tróc chứ không phải là bị cấn mớp ha. Đây anh em bao cho anh em là không phải cấn mớp mà nó bị lỗi cái rơm, nó bị khúc ở đó, còn lại thì nó bình thường ok. 201 cái chất lượng một con La Mã vô cùng. Ở đây nó có dấu nhìn nó tán, nó hơi vỡ vỡ, nhưng mà nó là bánh xe zin, nhìn nó hơi vỡ vỡ thôi nhưng mà là bánh xe zin nha nè. Đây nghe thấy không, còn bánh xe là bánh xe này bao zin cho anh em luôn đó. Xe thì em bao zin hãng nha anh em, nhưng mà nó có cái bán này về hàng thì nó có như vậy thì em báo với anh em như vậy, còn thay là em sẽ nói em thay thôi, không vấn đề gì hết á. Thì cứ cho này là nó thay bánh xe luôn đi, thay bánh xe zin hãng luôn đi nha, để khỏi mất công. Cái bán này thật sự ra thì bán nhìn nó đều, nó chỉ có vỡ thôi. Bán rồi, tình trạng nó như vậy đây. Cái thông con này thì cái riêng chủ đề, những chủ đề này thì nó giá nó cao, anh em cũng biết là anh em chơi anh biết nó không thuộc về chủ đề thuận bườm xuôi gió. Rồi bán theo tình trạng, mã số 2 của mã số 4 400 luôn đó, em chơi nào em chơi. Thôi em nghĩ em có cái một cái vỏ này, một cái vỏ 15, một cái vỏ 15 xả. Một cái vỏ 15 xả ha. Và em đã canh chỉnh cốt lề gì đâu này nọ cho anh em rồi. Con này âm cực hay luôn. Anh em đâu cần cái cái bỏ thay thì thay thế thì về đem dư nhé, đem lên bán cho anh em. Đây, một đồ số để đây lại đi. Âm khá là hay. Rồi, con này cái bỏ này em giao lưu với anh em nhiều cho nó hợp lý. Âm con này nó hay nha, âm con này em tình canh chỉnh là nó hay ha, 1.7 thôi, không có mớp. Đây coi, đây quên em tiêu ngoài góc cạnh ha, lề lối lề riêng nha. Rồi, không cấn mớp, âm hay, dành cho anh em thích âm thanh. Cái này là do lúc trước là cái ông chú thu cái lô hàng, ông vé cái keo anh em về tự Cà Na đồ này nọ giùm em ha. Thì em cái này là 1.7. Chứ khoảng đủ là phi ship luôn nha.
và cái này em cũng chuyển khoản đủ thôi, tại vì giá chất chị nó thấp 170, để bỏ 170 ha. Rồi đây một con mạ copper nè anh em, con này mạ copper dạng anti-wear copper sản xuất 596. Lề lối đẹp, có dầm nhẹ ha, có dầm. Rồi, có dầm ngay khúc này nhẹ. Đây. Và chủ đề gì thì khỏi phải nói nữa. Đây là khắc chủ đề được khắc ăn mòn ngược đó anh em. Nó khá ăn mòn ngược ha, và nó để lộ cái chi tiết lên. Đây khá ăn mòn ngược. Cái ruột em có spa nhẹ cho anh em. Ruột trùng 5. Chưa sửa chữa. Đây nó cơ chứa ở đây nha nè. Đây là một con mạ anti-wear copper ha. Chủ đề đại bàn cũng khá là đẹp. Mọi thuốc thì khá chất luôn. Lâu lắm mới cầm được một con mạ copper. Mạ anti-wear copper. Mạ số 5 600k. Bao nguyên zin hết, ngoại trừ cúc lề nha anh em, quên ngoại trừ cúc lề. Đối với anh em thì có người quan trọng với cúc lề, còn đối với em thì nó cúc lề nó cũng chỉ là một cái gọi là một cái linh kiện nhỏ để mình tiếp xúc thôi, chứ nó không có cái gì gọi là quan trọng đó. Đôi khi em nói thật với anh em, có những cái cúc lề đó, con này em hay cúc lề hãng đó, nhiều cây nhiều con, cái đời trước nó bằng thép còn tệ hơn nữa. Bây giờ xài cúc lề inox thì nó còn tốt hơn, theo nói chung là theo mỗi người mỗi suy nghĩ thôi. Còn em là em không quan trọng tới cái cúc lề lắm đâu. Khi nào mà những cái con mà ví dụ như hàng new á mà lai cúc lề á thì anh em nói được, còn những cái con mà qua sử dụng rồi á thì nhiều khi anh em qua thời gian sử dụng nó hao mòn thì bắt buộc là mình phải làm cúc lề cho nó chắc chắn tới anh em. Đây con này cũng đáng chơi nè anh em. Đây. Một con chủ đề về quân đội. Chủ đề này đắp nổi full nắp luôn ha. Và cái màu bạc nó oxy hóa nha anh em. Cái màu bạc này của nó là bị oxy hóa. Đây. Và con này nó cũng có cấn nhẹ thôi. Cấn nhẹ đây. Nói chung con này nó có cấn nhẹ, mà em cũng báo với anh em là nếu mà con này mà nó tình trạng nó đẹp á thì nó cực kỳ mắc à. Trong suốt thị trường Nhật mà. Con này hầm nó hay. Có vài điểm thôi, nói chung là nó có vài điểm. Lục trùng 5. Chủ đề thì chủ đề đắp nổi ha. Cái màu nhìn nó thật sự là những cái này nó thích, nhìn nó mới thích anh em. Và cũng lại là thêm một cái vấn đề mà nói chung là con này cũng có thay cúc lề rồi, liên quan tới về cái ý thích của mỗi người thôi. Còn theo em thì em thích cái màu nó như vậy, nó cổ nhìn nó cổ điển. Đây là những vết dâm nhỏ thôi, con này nó có dâm nhỏ thôi anh em, nó không có cứng mấp gì lớn. Anh sẽ quay cái góc cạnh để anh em xem ha. Nhưng mà cầm cái con này mồi thuốc thì bao với anh em là cực chất luôn. Em dám nói vậy luôn á. Và giá trị của nó, cái con hàng đẹp hoặc là hàng new nó cực kỳ cao đó anh em.
đây nó vài điểm nhỏ nhỏ lên cái màu trên là một cái hình con rồng chủ đề quân đội của Nhật Bản. Rồi anh em chơi những cái dòng mà xuất thị trường Nhật anh em biết với con này thật sự. Nguyên zin từ gốc lề và chủ đề này chủ đề đẹp, chủ đề sưu tầm, chủ đề thao tốn. Hai bốn sáu sáu tám mươi thì chủ đề này chắc thế này thật, cái này em ba tính bán 700 nhưng mà em thấy nó cũng có nhiều vết cấn li ti nhỏ nên giảm bớt chút đỉnh cà phê với anh em. Thế là chất ra cái con này mà cái chủ đề này mà con này đẹp thì hàng cũ á, hàng có sử dụng á nha, thì nó cũng ngoài một màu cũ rồi. Cái chủ đề này thì em báo chủ đề này cho anh em luôn chứ đừng nói hàng new, hàng có sử dụng mà đẹp, nói chung là không có mớp á. Rồi em qua một số hàng new nha anh em. Đây một con hai lẻ ba mạ bạc, chủ đề gì thì nó khắp full nắp luôn, đổ sơn full nắp luôn. Sao nó có dính gì đây à, dính nó hơi xước keo xíu nè anh em, đâu có lớp keo bảo vệ ha. Đây chất lượng La Mã để anh em mồi thuốc. Này bên trong hồng sáng tươi luôn. Ruột trùng 5 tháng luôn. Ấy đụt, sáng rớt nó rồi. Ruột trùng 5 tháng luôn ha anh em. Đây một con new chưa qua sử dụng, mặt sau nó có hơi xước do quá trình bảo quản. Đây lớp keo và đây là lớp keo bên ngoài thôi, trước thì không có gì ha. Để mồi thuốc cũng được. Đây, một con chất lượng La Mã nha anh em, ruột trùng 5 tháng. Rồi con em xin phép cho lưu với anh em 500. Xíu đây nè, đó trên góc trên xíu xíu à, mặt tiền thì như vậy tầm 203 luôn, chất lượng một con La Mã luôn.
nói chung là cũng có xước một vài điểm nhỏ thôi. Cái này thì không phải đâu, cái này thì em đã lao qua này. Rồi nói chung nó có xước nhẹ nha anh em, nó có xước nhẹ ha. Mặt trước thì ok đẹp. Anh nào đẹp trai đi xe mạt thì chơi cái con này thì hợp lý luôn. Ruột trùng 5 tháng luôn, con 3 luôn. Đây, ruột trùng 5 tháng luôn nha anh em. Con này cũng ruột trùng 5 tháng luôn, HB, có sức tơ nhẹ thôi. Mà soi kỹ lắm á, em soi kỹ dính cho anh em xem á. Số 8 600 chủ đề xin hãng Mercedes-Benz. Rồi em lên một con xuất thị trường Nhật. Còn cái bào của nó, cái bào nó mềm. Rồi một con Spao 97, con này mạ bạc anh em. Cái này để em phải cà na cà nét là vậy quá, để nhìn cái nó 97 ruột trùng này, phải cà na cà nít rồi lại bụi bặm không nè anh em ha. Em chưa thấy rồi. Ruột trùng 5 kẹt đá, con này có số limited. Cái chủ đề Spaw này á, nó là một cái nhân vật mà trong truyện tranh và phim hoạt hình Nhật Bản. Con này nó có cái dạng emblem á nè, thì cái dạng của cái chủ đề này nó cực kỳ mắc. Nó với thị trường Nhật và những cái anh em mà thích chơi cái dòng mà emblem thôi. Về cái giá của nó thì có nhiều người chơi cái giá trị của nó, còn có nhiều anh em thì không có thích. Nhiều người thì thích ăn mòn, người thì thích emblem. Rồi con này thì em giao lưu với anh em là 800. Số 9 800. Con này còn kẹt đá, còn cái lào vệ sinh vệ xiết đồ lại nữa. Này hàng này đem đẩy em xem luôn, chưa có lào chùi đẩy nguyên bụi. Rồi em lên một con chrome phai xước nhưng không biết luôn nha nè. Con này được khắc zin hãng, chủ đề về 200 năm nước Mỹ. Đang nhầm nó chả ánh sáng quá, anh em không thấy được rõ chủ đề á.
đây 200 năm nước Mỹ ha nè. 200 năm đại bàng nước Mỹ, chính xác là 200 năm đại bàng nước Mỹ. Con này được sản xuất năm 95. Cùng ngày hôm nay nha, đây là một cái series về một cái chủ đề về máy bay chiến đấu trong thế chiến thứ hai này. Nó cũng có một cái set nha anh em, một cái set riêng về cái chủ đề máy bay này ha, những chiếc máy bay dơ là dơ cái khăn á, mấy khăn này đi kiếm mua cũng mệt. Con này thì nó có sức tơ nha nè, nó có sức tơ và sản xuất năm 92. Chơi cái dòng máy bay, chơi dòng máy bay thì sưu tầm, tại vì nó cũng có một cái set, nó có một cái set, con này nó có một set, mặt sau nó cũng có xước đây nè, con này có xước. Con này thì chưa qua sử dụng nhưng mà nó có xước rồi, khá đặc biệt. Rút mà giai đoạn rút mà giai đoạn à, con này khá hay nha. Chủ đề nó đẹp nhưng mà mặt sau nó có xước rồi này, mặt trước cũng có xước ha. Nói chung là con này có xước do lỗi bảo quản và xước tình trạng thì anh em nhìn nha. Rồi anh bán với anh em mà $900k luôn. Chứ con này mà nó nêu đẹp hoàn hảo thì nó phải tầm 1200 trở lên. Thôi em nói rõ cho anh em vậy luôn. Anh em có coi lại cái video trước đó, mã 11. Hôm trước em có lên một con cùng chủ đề này nè, cách đây 2 tuần. Là con đó em bán 1250 rồi đó. Con đó khách chốt rồi đó, khách chơi sưu tầm cái dòng này là hết chơi đó. Còn cái con này nó nói chung là nó chưa qua sử dụng nhưng mà nó có xước, rất là đáng tiếc luôn. 900. Rồi anh em nào chơi thì cứ mọi thuốc nó cũng sang hơn ta. Rồi thì em cũng xin kết thúc video tại đây. Xin chân thành cảm ơn tất cả anh em đã xem hết video của em. Những anh em mới xem kênh chưa đăng ký cho em xin một lượt đăng ký, like và chia sẻ giúp em. Xin cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều. Một lần nữa em cũng xin cảm ơn tất cả anh em luôn quan tâm, đồng hành, theo dõi và ủng hộ kênh của em. Xin hẹn tất cả anh em ở những video sau. Giờ công chiếu của em là 19:30. Xin chúc cho tất cả anh em và gia đình có một buổi tối an lành, hạnh phúc. Xin chào tất cả anh em và hẹn gặp lại.